Nga tung video tên lửa Iskander thổi bay đoàn xe quân sự Ukraine. Giới truyền thông nhận định EU có thể tước quyền chủ tịch của Hungary. Tổng thống Zelensky nói quân đoàn Ukraine sẽ được thành lập từ các tình nguyện viên ở Ba Lan. Trung Quốc tuyên bố chế tạo radar theo dõi cùng lúc 10 tên lửa siêu thanh tốc độ Mach 20. Kính chào quý vị! Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Hôm 9 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video quay từ UAV cho thấy một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy ở khu vực Sumy. Cụ thể, bộ này đã đăng tải một clip dài 69 giây đã ghi lại cảnh tên lửa Iskander tấn công vào một khu vực nhiều cây cối gần làng Stetkovka. Cuộc đánh này khiến nhiều cột khói bốc lên bầu trời do đạn nổ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá hủy một kho đạn pháo, 20 xe quân sự được thiết kế để vận chuyển đạn dược và khiến Kiev mất 65 quân nhân. Iskander là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch chiến thuật hiện đại hàng đầu được trang bị trong quân đội Nga, được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2006. Tên lửa Iskander được đặt cho biệt danh kẻ hủy diệt đến sau do được chế tạo dựa trên công nghệ tàng hình plasma độc đáo của quân đội Nga. Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500 km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander-M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, nhà báo quân sự Viktor Litokin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa 18 lữ đoàn được trang bị hệ thống Iskander đã được triển khai dọc biên giới của nước này. Theo vị chuyên gia quân sự, các hệ thống tên lửa Iskander đã đóng vai trò quan trọng kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine được tiến hành. Ông Litokin nói, các tên lửa Iskander đã tấn công các mục tiêu quan trọng nhất của Ukraine, gồm các nhà máy nhiệt điện, những nơi tập trung các phương tiện quân sự, binh lính, bao gồm cả lính từ các nước NATO, và gần đây nhất, nó đã phá hủy một nhà máy sản xuất UAV hạng nặng của nước này. Khi được hỏi liệu Iskander có cần nâng cấp hay không, nhà quan sát quân sự này cho rằng, không có điểm gì cần điều chỉnh ở hệ thống này bởi nó đã hoạt động rất tốt. Khi Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không do phải kéo căng để bảo vệ nhiều căn cứ và khu vực, sự kết hợp giữa UAV trinh sát Nga và tên lửa Iskander đang gây ra những thiệt hại không nhỏ cho Kiev. Trong 2 tuần trở lại đây, Nga đã tuyên bố phá hủy của đối phương tiêm kích hệ thống phòng không và nhiều mục tiêu có giá trị cao khác. Sự giận dữ của Liên minh châu Âu EU với chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán có thể khiến khối này tước quyền chủ tịch luân phiên của Hungary. Theo đó, sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu hồi đầu tháng này với cam kết đưa châu Âu vĩ đại trở lại, Mega, Thủ tướng Orbán đã lập tức có chuyến thăm Ukraine. Tiếp đó, ông đến Nga, chuyến thăm khiến các đồng minh phương Tây tức giận. Tờ Politico dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của EU cho biết, các quốc gia thành viên đã khó chịu với phương châm Mega, nhưng cuộc gặp của ông Orbán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ vĩnh viễn làm lu mờ nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary. Với một cuộc gặp như vậy, nhiệm kỳ chủ tịch sẽ kết thúc, thậm chí trước khi nó thực sự bắt đầu. Một nhà ngoại giao giấu tên khác cho biết có sự phản đối chính trị rất rõ ràng đối với ông Orbán trong khối EU và NATO. Theo nhà ngoại giao này, các đại sứ của khối đang thảo luận chính xác về những động thái có thể gây sức ép với Hungary tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 10 tháng 7. Thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Quỹ Marshall của Đức Daniel Hegedert lập luận rằng khối có thể tước quyền Chủ tịch Hội đồng châu Âu của Hungary trong vòng vài tuần và chuyển giao sang nhiệm kỳ của Ba Lan từ tháng 9 tới đây. Điều này đòi hỏi phải có ít nhất 4 trên 5 phiếu thuận trong Hội đồng châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary khẳng định ông chỉ đang thực hiện sứ mệnh hòa bình nhằm tìm ra lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông cũng khẳng định, ông đến Nga hay Ukraine đều không phải trên cương vị đại diện cho EU. Hungary, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU, là một trong số ít thành viên khối, cùng với nước láng giềng Slovakia, duy trì tính trung lập và từ chối gửi vũ khí tới Ukraine. Hôm 6 tháng 7, Thủ tướng Hungary cho biết, ông đang lên kế hoạch tổ chức một số cuộc gặp vào tuần tới, và điều này sẽ gây ngạc nhiên không kém cuộc hội đàm gần đây của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Thụy Sĩ World Watch, ông tiết lộ, tôi sẽ tiếp tục có một số cuộc gặp vào tuần tới
Điều này cũng sẽ gây ngạc nhiên không kém. Ông nói thêm rằng những cuộc gặp này sẽ được giữ bí mật với công chúng đến phút chót như chuyến thăm trước đó đến Nga. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố một đơn vị tình nguyện mới quân đoàn Ukraine sẽ được thành lập trên lãnh thổ Ba Lan. Đơn vị này bao gồm những người Ukraine sống tại châu Âu. Việc thành lập đơn vị thực ra đã được dự đoán trước bởi thỏa thuận an ninh ký kết vào ngày 8 tháng 7 tại Warsaw quy định việc huấn luyện đơn vị này trên lãnh thổ Ba Lan. Ông Zelensky nói, quân đoàn Ukraine sẽ huấn luyện ở Ba Lan và được trang bị với sự trợ giúp từ các đối tác. Mọi công dân Ukraine quyết định gia nhập đơn vị đều có thể ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Ukraine. Hiện tại, các bên sẽ giải quyết tất cả các sắc thái của các thỏa thuận này khi nêu rõ rằng những người sống ở các quốc gia khác, không chỉ ở Ba Lan, đều sẽ có thể tham gia vào quá trình huấn luyện. Những đối tác tham gia sẽ nhất trí về thủ tục lựa chọn huấn luyện, trang bị, cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược, cũng như hỗ trợ xã hội và tài chính cho những người lính cũng như tình trạng lưu trú của họ trên lãnh thổ Ba Lan. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng đơn vị này được thành lập trên cơ sở kinh nghiệm thu được từ lữ đoàn Ukraine, Ba Lan, Litva. Năm 2014, mục tiêu thành lập lữ đoàn chung Litva, Ba Lan, Ukraine là nhằm tăng cường độ tin cậy và hợp tác lẫn nhau cũng như huấn luyện quân sự giữa các nước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi có kinh nghiệm rất tích cực về lữ đoàn Ukraine, Ba Lan, Litva và trên cơ sở này, chúng tôi sẽ mang đến cho công dân Ukraine, những người hiện đang ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác cơ hội tự nguyện tham gia bảo vệ đất nước. Cuối cùng, cần lưu ý, thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Ba Lan cũng quy định rằng chính phủ Ba Lan sẽ bắt đầu khuyến khích người dân Ukraine trở về nước để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Tính đến tháng 1 năm nay, có khoảng 4,3 triệu người Ukraine sống ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Theo cơ sở dữ liệu của Eurostat, khoảng 860.000 người trong số họ là đàn ông trưởng thành. Thời gian gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo loại radar mới có khả năng theo dõi 10 tên lửa siêu thanh bay với tốc độ Mach 20 và thậm chí có thể xác định mục tiêu giả. Theo giáo sư Cheng Xiaoping tại Đại học Thanh Hoa, chủ nhiệm dự án nghiên cứu, nhóm của ông chế tạo radar quang tử vi sóng mới có khả năng theo dõi 10 tên lửa siêu thanh đang lao tới bằng tốc độ Mach 20 với độ chính xác chưa từng có. Ngoài ra, radar cũng có thể xác định các mục tiêu giả. Trong các mô phỏng trên mặt đất, radar mới của Trung Quốc cho thấy sai số chỉ 28cm trong việc ước tính khoảng cách của một tên lửa di chuyển với vận tốc gần 7 km/giây và đạt độ chính xác lên tới 99,7% khi ước tính tốc độ của tên lửa. Điều này trước đây được cho là không thể. Việc tạo và phân tích tín hiệu radar với độ chính xác cao đòi hỏi các electron phải di chuyển với tốc độ cực cao. Điều này có khả năng làm cháy các bảng mạch. Tuy nhiên, nhóm của giáo sư Trân đã cải tiến bằng cách tích hợp laser vào radar, cho phép truyền thông tin giữa các nút chính xác đạt tốc độ ánh sáng. Do đó, hệ thống radar có thể tạo ra và xử lý các tín hiệu vi sóng phức tạp hơn nhiều so với trước đây, cho phép đo chính xác các vật thể có tốc độ cực cao. Giáo sư Trân cho biết thêm, radar quang tử vi sóng mới do nhóm của ông chế tạo có phạm vi phát hiện hơn 600 km. Vì nhỏ và nhẹ nên radar quang tử vi sóng thích hợp để trang bị cho tên lửa phòng không hoặc máy bay. Nó được một số chuyên gia quân sự coi là công nghệ chủ chốt cho thế hệ radar kiểm soát hỏa lực tiếp theo. Hồi tháng 3 năm nay, Mỹ, quốc gia đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về vũ khí siêu thanh, đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh phóng từ trên không tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương. Cuộc thử nghiệm này được một số nhà quan sát quân sự phương Tây coi là một phản ứng có chủ đích nhằm vào Trung Quốc, cho thấy khả năng của quân đội Mỹ trong việc tấn công các thành phố ven biển bằng vũ khí có khả năng xuyên phá cao. Việc đánh chặn vũ khí siêu thanh khó hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo truyền thống. Tên lửa siêu thanh không chỉ bay nhanh hơn mà thậm chí có thể đổi hướng bay giữa chừng, cho phép chúng xuyên thủng màng lưới phòng thủ tên lửa của đối phương. Dù các loại tên lửa đánh chặn và vũ khí laser hiện nay có khả năng hạ gục vũ khí siêu thanh đang bay tới, nhưng chúng cần các thông số vận tốc và vị trí mục tiêu chính xác để có thể đánh chặn thành công. Theo một số báo cáo được công bố năm ngoái bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, Mỹ, một trong những vấn đề nan giải nhất đối với Lầu Năm Góc là làm sao có được radar kiểm soát hỏa lực có thể theo dõi các mục tiêu siêu thanh với độ chính xác cao cho các hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong một cuộc phỏng vấn với Space News, tác giả của báo cáo Dự án phòng thủ tên lửa CSIS, Marshall Dahlgren cho biết, nếu bạn có dữ liệu chính xác hơn, bạn có thể sử dụng thiết bị đánh chặn mà có thể không cần phải điều động nhiều và có thể rẻ hơn. Một thách thức khác do các mục tiêu di chuyển tốc độ cao tạo ra là sự xuất hiện của hình ảnh bóng mờ trên màn hình radar với những mục tiêu giả thường nhiều hơn mục tiêu thật.
Bằng cách sử dụng công nghệ laser, radar mới của nhóm giáo sư Trân có thể gửi đồng thời 3 giải vi sóng khác nhau, giúp cải thiện độ chính xác phát hiện. Họ cũng thiết lập một thuật toán loại bỏ hoàn toàn sự gây nhiễu của mục tiêu giả bằng cách so sánh các tín hiệu ở các tần số khác nhau. Giáo sư Trân và nhóm của ông đã chế tạo một hệ thống radar hoàn chỉnh, bao gồm chip và bộ phát, đồng thời được đánh giá hiệu suất trong phòng thí nghiệm với các thiết bị mô phỏng chuyển động của mục tiêu siêu thanh trong khí quyển.